Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Dạ hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Quý bà cô chú anh chị, dạ hôm nay là chủ nhật ngày 18 tháng 4 2021. Dạ hôm nay là ngày khai máy phim Bánh Mì Ổng Màu phần thứ hai. Dạ phim Bánh Mì phần thứ hai này có Khương Dừa được vẫn còn được cái vai Minh Dừa nha quý bà cô chú anh chị. Với lại hôm nay Khương Dừa đại diện công ty để cúng tổ nghiệp, cho hy vọng là tổ nghiệp phù hộ cho phim thành công tốt đẹp. Nhưng mà sáng đa ra là trời mưa to quá trời luôn, Khương Dừa đi và được cái bối cảnh ở đây là nhà của Khương Dừa ở bên An Phú Tây, qua đây nó rất là gần. Dạ bây giờ thì mấy anh chị nghệ sĩ diễn viên họ đang make up. Lát nhỏ các bạn anh nha. Dạ. Bò Ngô Phương Anh trong vai Hảo. Dạ. Mày chỉ là con chó. Hỏi vậy? Ủa? Không, trong phim nó hỏi vậy đó. Dạ. Trong phim hỏi vậy, anh thấy đã đọc phần nội như cái là đâu có biết đâu. Dạ sẵn đây chào quý vị khán giả của anh Khương Dừa. Cảm ơn quý vị sau cái clip hôm bữa ngày định trang thì fan của anh Khương Dừa đã vào chúc anh rất nhiều. Ủa vậy hả? Bà con chú qua ủng hộ hả? Dạ bây giờ mình lướt cô chú. Dạ Khương Dừa. Chị Hoàng lướt YouTube của em là thấy fan Khương Dừa, fan Khương Dừa, vì Khương Dừa mà đến. Dạ vậy mai mốt anh quen với em, anh giới thiệu để quý bà con chú anh chị qua ủng hộ em ha. Dạ Ngô Phương Anh rất là dễ thương nha quý bà con chú anh chị, ở ngoài đời rất là dễ thương, xinh đẹp hiền hậu. Đó. Nhưng mà trong phim á, dạ trong phim thì ai mà định cho cô ấy dai mà ác, đi ra đời, đi ra đời, giờ ra ngoài là người ta chúng chửi không? Dạ. Không ai nghĩ là đây là hai cái người này mà đứng gần, hai người này là đi ra mà là bị chửi á. Đây. Đó, chị Hoài An là vẫn là vai bà Vân. Dạ nhưng mà về già rồi. Về già rồi. Như có ba, nhưng mà già ba vẫn á. Giữ vai thôi là bà Vân Màu với Minh Dừa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Em thì vẫn vai còn khác. Diễn nhưng mà vai khác. Dạ đúng rồi. Hên. Thành công được lắm muốn nữa rồi. Dạ. Còn bà nội này là ác từ nhỏ tới lớn. Dạ tóc bạc rồi. Già luôn. Tới nhà tóc bạc mà cũng còn ác. Ghê thiệt chứ. Nhưng mà phần 2 cũng bị quà báo đó. Quà báo nữa hả chị? Quà báo sớm lắm. Dạ. Dạ. Nhưng mà em đâu có bị em đâu có bị già lây phải không? Không, chắc là không. Em mà ăn ở hiền lành mà. Ăn dưa leo tiếp. Ủa hình như giờ nó cho em đứng tới cái gì đó. Chỗ tiệm cà phê hay gì đó. Cà phê hả? Dạ. À, vậy hả? Vậy là hết có gì để ăn rồi. Cạnh chính quanh ở quán cà phê đúng rồi. Vậy hết. Vậy không có gì ăn nữa rồi. Uống cà phê. Uống cà phê mình ăn dễ mà. Chứ diễn có cái gì đến mì phải ăn ăn lắm sạch sạch vậy đó. Như con với má cũng tới cà phê á. Con với má cũng tới con quán cà phê. Anh em có diễn chung hả? Dạ, không biết mấy giờ rồi con. À, 7 giờ 10 vậy. Mấy giờ rồi con luôn rồi nha. Đúng là chuyện của con đi, chị già quá rồi mà. Chị An đang chị An thì đang đọc kịch bản. Dạ. Hôm nay là chị đầu An tiên sẽ quay là tập 3. Con hôm nay em luôn à, đầu tiên luôn. Dạ, quay luôn hả? Dạ, em với má An với lại Lý Bình. Rồi cái ba em là vai người ở trong nhà hả? Dạ. Hả không thiệt. Không, em là một người thân cận. Thân cận hả? Người thân cận của má An. Người thân tính của má An. Nói chung là tay sai của má An. Dạ. Đúng rồi, làm việc. Hồi nãy có câu hỏi là chó săn hả chị? Đó. Nhưng mà sửa lại à. Đó nãy Khương Dừa nói chó, chó công thoại nha quý mà. Rồi nãy anh đổi lại gì đó, anh kêu đừng có nói chó nữa, mình là người có ăn có học không phải nói lại gì. Cũng săn. Không bỏ hết thoại mấy đó đâu. Dạ. Nói chung là dân trí thức mà. Dạ, có giàu có ăn học mà ai mà chửi chó săn. Cho nên là phần 2 này sẽ rút kinh nghiệm. Nói chung là phần 1 có khán giả góp ý thế nào, phần 2 là ekip cũng đã rút kinh nghiệm hết rồi đó nha. Dạ. Để cố gắng không. Nhưng mà tiêu cực quá, những cái cảm xúc tiêu cực quá đối với vị khán giả đó là lời hứa của đoàn phim, còn mọi người cũng có thể ghét những nhân vật phản diện này rồi. Cứ ghét đi, còn em thì vẫn giữ cái vai dễ thương ha. Minh Dừa ông bà còn chú anh chị phải thương chứ. Minh Dừa em thề là em có được đi diễn em không bao giờ diễn ác nha, em muốn thiệt luôn. Vậy luôn hả? Anh diễn không có được. Ủa, sao ác được, anh diễn ác không được, với anh là diễn bi cũng không được nữa. Ủa? Anh nói thiệt luôn á. Anh diễn ra gì nữa? Anh diễn khóc gần chết mà khán giả nó cũng cười à, không tin. Mà con chú vẫn không tin, cứ để cái nét của mình. Ví dụ có hên được cái vai nào mà giống cái tính cách của mình á thì mình diễn cho nó dễ.
chứ nhiều khi diễn mình cũng đâu phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu mà diễn nhiều vai quá mà không nói đâu. Dạ. Với lại nhiều khi quý ông bà cô chú anh chị nói Phương Dừa có nhiều người nói diễn một màu nhưng mà thật sự Phương Dừa chọn những vai nào giống tính cách của mình vậy cho dễ diễn, diễn cho khỏe. Nhưng vô tâm lý rồi mệt lắm, như Phương Anh giờ nhà hiền hậu dễ thương gì giờ vô ác. Khó cực lắm. Chị An cũng vậy nữa, chị An ác sẵn rồi vô ác nó dễ hơn. Hiếu hảo. Mẹ hiền lành đó, nghe hỏi. Dạ. Bây giờ em qua cúng cái nha chị. Để cúng máy. Chạy nhanh qua cho camera. Đêm trắng đêm trong đêm. Tôi lắm đây. Ủa? À có con heo quay kìa. Đây, hôm nay cúng. Ơi lát mà có chè nè. Dạ trái cây nè, sôi gốc nè. Bánh bao nè, heo quay. Ủa heo nhỏ vậy Cẩm? Ừ, nhỏ trúng số rồi, nhỏ trúng số. Ô nhớ mình luôn. Dương trúng số. Thôi đi vô đây chào anh Minh cái đây. Ờ bé anh ơi. Ở ngoài làm YouTube thì anh là đệ tử của mình, còn vô đây mình là đệ tử của anh nên mình phải bỏ giày dép ra ngoài phong rồi đó. Đây quý bà cô chú hôm nay là quay mấy cảnh này hả? Ờ. Ông Màu và Văn Hảo. Văn Hảo, 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 Hảo. Bữa nay không có Phương Dừa. Rồi đi Phương Dừa cúng rồi Phương Dừa đi về. Ê anh Minh, ủa chưa quay hả? Ủa? Chưa quay YouTube hả? À, quay đi. Lên cho cúng máy chưa? Thì đợi setup setup đi rồi. Ủa diễn viên có đủ chưa? Có cảnh gần nhà em chưa? Cũng gần. Rồi em hài lòng chưa? Bắt buộc phải lấy chứ sao giờ? Nhưng mà xin lỗi em nha, tại bối cảnh này của Màu chứ không có em không có trong nhà này. Em là bên mày của em cũng Thủ Đức. Em Thủ Đức luôn phải không? Anh chắc mua cái nhà Thủ Đức quá. Được đó. Tao mua tiệm bánh mì ha. Mày về, mày về mày cho mà mượn bối cảnh mày quay. Nó gần nó khỏe thiệt. Ôi bốt cho mượn cái nhà trọ rồi anh quay đi. Cái nhà trọ tao quay đẹp luôn lắm á, giỡn mà. Em để cho má mình 47 mẫu á, nhiều cái góc đẹp lắm. Quay bữa anh Bào anh không có đi đâu luôn á. Nhà bước qua cái quay luôn ha. Thì bữa đó không đi đâu luôn. Tưởng hên hay ngờ vẫn chưa hên hả? Cái đoàn về đây có gì quay cài em nhậu. Nhậu hả? Cái bên luôn. Cái là đoàn rảnh cái qua nhà em. Đoàn rảnh qua nhà. Đi quay phim mà đòi rảnh. Đi quay phim mà đòi rảnh. Ủa? Là mấy gì diễn viên tới chưa? Chị anh chị. À bên kia hả? À vậy là hai người. Cái nhà này là đã quay cái bối cảnh phim bánh mì ông Màu. Ủa gia đình số 1 phần 2 á quý bà con chú chị. Gia đình số 1 phần 2. Hồi bữa Phương Dừa có ghé đây một lần nè. Hôm nay là trở thành là nhà của ông Màu. Ở đây là bên bên đường Bùi Khinh Khiếp, thị trấn Tân Túc. Dạ. Mốt Phương Dừa quay quý ông bà con chú anh chị lại đi xem nha. Ở đây nè, ở gần kế bên kế đối diện với lại trường tiểu học Tân Túc luôn. Này quay ngoại cảnh hả trời? Quay trong nhà hả? Đó. Khách hả? Đây áo áo bánh miệng màu. Rồi, này dạ, hình... nó có rất là nhiều màu, màu xanh rêu, màu trắng nữa. Nếu mà quý khán giả của anh Phương Dừa mà muốn mua áo thì cứ liên hệ anh Phương Dừa nha. Cái này hình giống anh Colorman quá à? Dạ anh đúng Colorman rồi, Colorman. Cái thân hình thì nhà mà cái đợt, cái mặt thì mặt thì như chú Tiểu luôn kìa. Áo này là giá bao nhiêu tiền một cái em? 269 ngàn một cái, có đủ màu, màu vàng, màu đen, màu trắng, màu hồng, màu xanh rêu. Đó. Rồi cho ekip thì được tặng, mỗi người được tặng 2 cái. Rồi, không cháy luôn hả? Em. Đây nè. Lấy cái đốt vô đây nè. Đốt xem mồi nè. Xé cửa ra nha anh ơi. Đây cho chị một cái quần. Nóng chị mốt đúng không? Phương vừa được may mắn được quý mầu chú anh chị thương trong một cái lần đầu tiên. Hình như cũng là lần thứ hai Phương vừa được tham gia phim
lần đầu tiên Hương vừa là tham gia phim là Muôn Kiểu Làm Dâu trong một cái vai giám đốc, mà cái vai đó nó thiệt sự là mình ra mình diễn rồi cái nó không thấy không hợp với mình liền đó. Xong cái vai Minh Dừa là cái vai thứ hai của Hương vừa ở trong phim truyền hình, và rất là may mắn khi mà được quý bà cô chú anh chị thương, dạ thương, rồi từ đó thì quý bà cô chú anh chị cũng xem rồi ủng hộ phim. Hy vọng là Bánh Mì Màu phần 2 này quý bà công chúa quý chị cũng thương ủng hộ phim nha. Dạ, Hương Dừa thì được giữ lại cái vai Minh Dừa. Dạ, 20 năm sau già hơn. Dạ, vẫn là diễn với anh Màu, bà Vân. Và trong tiệm bánh mì hình như có trong người làm hình như có Lê Nam nữa không? Có vai của Lê Nam với lại đóng cặp với Đàm Phương Linh. Đàm Phương Linh là em của Đàm Vĩnh Hưng hả? Đàm Phương Linh là em của Đàm Vĩnh Hưng hả? Em của anh Đàm Vĩnh Hưng hả? Em của Đàm Vĩnh Hưng hả? Rồi xong chưa? Nhân viên mình xong chưa? Ai ai đúng? Bây giờ em sẽ đi thay đồng phục nha cả nhà. Thay áo luôn hả? Nhưng mà thay áo để cúng thôi chứ một hình thôi chứ một lát em diễn em mãi mặc áo khác mà. Bỏ dép ngoài. Xong rồi đó để dạ hy vọng là qua Bánh Mì Màu phần 2 và ông bà cô chú anh chị vẫn thương tiếp tục Bánh Mì Màu phần 3. phần 2 chắc ông Màu với bà Dân chắc đi theo ông bà quá. Ừ, chứ. Phần 3 ông Màu và Vân đi theo ông bà. Anh Phương là chủ nhà. Chủ nhà. Đóng cho chủ nhà cũng được, đi gần chứ không được gì. Sách phụ với pháp phụ chị mấy đứa nghiệp chị vậy, già cả mà để sách gì. Trời ơi mấy đứa, thì những hình ảnh này mà ấy ra ngoài là người ta la đồng phim mình chết, để bà già vậy mà sách đồ vậy đó. Bà già như cái gì rồi, đây đây em nè, đây em sách cho chị thấy không, có mình em là thấy không, thương người già. Dạ đứa này thiệt. Bỏ ngoài gì? Tại sao chó đẹp quá? Chị đây đâu? Để bé thuộc chuyện lên. Em không biết nữa. Rồi anh em thiết kế ơi, gọn nhẹ cái này đi, giờ cái nào giờ được giờ ha. Rồi bỏ phòng này hết. Rồi. Ủa? Mình không quay. Diễn viên là tập trung chảnh hả? Chảnh có ai vậy em? Chảnh có ai không bé bé? Chảnh có anh Nam chưa? Anh chưa tới hả? Có ai à? Chưa có ai phải không? À Phương Anh với chị An. Anh Nam. Dạ, ghê vậy? Ở đây em có thấy ở đây. Rồi, mưa kinh khủng. Mưa lớn quá. Rồi. Mưa lớn quá. Cả ánh sáng quên pin ra bạn ơi. Mưa lớn quá. Rồi. Đi đi. Bỏ đảm gì trái nhiều em. Dạ mỏi. Em tự đi xuống cái ngược nè. Từ từ nha. Ngủ ra ngủ sáng này á. Từ từ. Để vô đây quấn ơi. Ok. Rồi đúng rồi. Đứng vô. Má ơi khói quá. Cay mắt luôn, làm tưởng xúc động luôn. Cúng nha. Cúng rồi mọi người ơi, tập trung nha. Tập trung hết nè rồi mình im lặng cúng nha. Chủ động cầm nhang với bạn làm nhỏ lẹ rốt rẻ nè. Quay. Anh Minh Mắm. Vô lỗ bạn ơi, vô lẹ lẹ. Phim có phần này. Trên YouTube đạo diễn Minh Mắm. Cười. Cũng đau cười. Nguyên áo vàng. Em nghe anh Khấn gì luôn anh Minh. Anh Khấn cứ kênh YouTube được 100,000 đăng ký.
Thắng tổ nghiệp luôn, cho làm bánh miệng màu. Trăm ngàn đăng ký cho không nghe nó thắng phim thành công nha. Trước là phim thành công, sau là kênh của con. Kênh của con thành công. Để bữa nào em quay một cái clip, em sẽ cho anh cái thời gian trong vòng một tháng là anh phải đạt 100.000 đăng ký, phải không? Thiệt, dẫn mới đi đếm ngược á, đếm ngược, phải không? Dạ, đếm ngược. Mà bởi kỳ em đếm ngược một lần rồi và thành công rồi. Giống như Trường á, Trường lúc đó nó chưa được 100.000 đăng ký, còn thiếu mấy, còn 2-3.000 sụp. Em cá trong vòng một tiếng, em quay clip lên đẩy cái đạt đủ luôn, mừng quá trời. Mấy ngày nó không được, cả tuần lễ nó không được. Cái ông bà con chú cá, cái ông bà con chú vô. Cái ông bà con chú muốn em thắng á, xong cái ông bà con chú qua ủng hộ. Rồi cái vừa 100.000 đăng ký đứng luôn, không lên nữa. Đứng luôn á. Này quay nguyên ngày đây luôn hả? Nguyên ngày, tối. Rồi tạnh mưa kìa. Đó, đẹp. Trời quán mấy tạnh là đẹp kìa. Mấy... cúng cái tạnh mưa luôn. Rồi anh em xếp xong quay thôi. Dạ. Xong rồi mình đứng đây rồi chút mình chụp chờ. Ở đây sao chụp được trời? Đây bị chật quá vậy em ơi. Mình ngồi phía trước nè. Mình ngồi phía trước. Đứng ha. Dạ dạ. Trời tạnh mưa luôn rồi. Này à. Phương Anh giờ còn chịu khó quay ha. Chịu khó quay. Bởi vì anh giờ nhiều có nhiều nhiều đối thủ rồi đó. Anh à. Trong khi người ta trẻ đẹp xinh xắn dễ thương hiền hậu còn anh vậy. Đó. Bụng bự phát cho thùng body này. Nên rất sẽ rất là khó cạnh tranh nè. Để. Anh với để anh với bò này hai anh em. Hai vợ chồng. Nhỏ hơn bên em thôi. Hai vợ chồng thất lạc bao nhiêu năm nay. Hai cái mặt. Hơn nhờ đồng tiền mà giờ tụi ủa, em. Ủa em có lấy hết cái khung hình không em? Hay là có lọt cái mặt ai ra không vậy? Cái bụng em nhỏ, bụng em không đủ khung hình nè. Không mấy người mặt bự tốt tướng lắm á. Tương vừa cắt lên đó, anh là cây nhỏ. Tương vừa cây lớn hả? Anh cây nhỏ hả? Em ba cây nhỏ. Vậy được rồi, khấn sao? Em khấn cho đoàn phim quay được thuận lợi, cháu tốt đẹp khi ra phim thì được khán giả đón nhận nồng nhiệt và em diễn xuất là tốt và diễn tăng. Chứ không phải khấn cho kênh YouTube rồi, sập tăng hả? Y chang anh luôn kìa. Cái này quay clip là lượt sập tự nhiên tăng rồi, đâu cần phải nữa. Dạ. Chứ phim thành công chứ, chứ nói chứ trước tiên là phim phải thành công với mà con chú chị, chứ mà phim không thành công là anh Minh dục con YouTube luôn á. Đúng rồi, lo lắm chứ. Cái nghề của ảnh là nghề đạo diễn, ảnh làm phim mà thành công, còn phim mà con chú chị mà không đón nhận là YouTube là cũng đâu có. Dạ. Năm mấy ngàn đó chưa. Giờ đứng luôn rồi. Thì thật ra Điền Quân làm cái phim này để cho anh lên được làm tiếp tục làm YouTube để tăng lên 100.000 đăng ký á. Dạ. Phim phải hay nha, phim hay là lên là tự động lên. À, okay. Trong phần 2 này thì chỉ có 3 diễn viên là giữ lại vai, giữ lại nhân vật thôi nè. Ông Màu. Ông Màu, Thanh Nam, bà Màu, là Hoài An với lại Minh Dừa. Còn tất cả các diễn viên khác có sự thay đổi chút xíu, có những diễn viên cũ nhưng mà quay nhân vật mới. Diễn viên mới nhưng mà cũng nhiều nhân vật nhiều dễ thương, cũng có kịch tính, cũng có số phận, cũng có hỉ nộ ái ố, có nghe cũng giống phần 1, câu chuyện nó khác thôi. Dạ. Chủ yếu là cái cốt lõi của gia đình ông Màu thì ông Màu, bà Màu và Cương Dừa là giữ là được rồi, đủ rồi, có linh hồn rồi. Linh hồn của bộ phim vẫn giữ là được. Rồi chụp hình mấy bạn ơi, chụp hình đi. Lương Thế Thành tới kìa. Lương Thế Thành. Đó rồi. Lý Bình. Ủa Lý Bình hả? Mày không có Lương Thế Thành. Hình như thấy không rõ. Sao? À Lý Bình. Lý Bình em của anh Lý Đức à? À Lý Bình em của Lý Đức là cháu của anh Lý Hải không chị? Mấy bạn nam ngồi phía trước nha. Rồi đó. Về trôi nước. Phương Dương. Tính ra hồi đó anh Lý Đức đồ là cái tên được người ta mang ra để diễn hài nhiều chứ bộ. Dễ thương bộ. Dạ chào ông bà cô chú anh chị.
chào quý ông bà cô chú anh chị khán giả của phim Bánh Mì Ông Màu. Dạ hiện tại thì đoàn phim đang có mặt ở đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bối cảnh chính trong phim Bánh Mì Ông Màu, nhà của ông Màu với bà Vân. Dạ, sáng nay thì là ngày đầu tiên cúng và quay đầu tiên luôn. Dạ ekip đang mới vừa cúng xong quý ông bà cô chú anh chị. Dạ giờ chụp tấm hình. Ủa giờ mày cũng vẫn còn đen hả? À? Còn chưa trắng lên nữa. Bữa giờ ở nhà chưa trắng lên nữa. Rồi để bên đây đi. Chị nghệ sĩ chưa? Rồi chị An đứng đây. Rồi nè bị. Vô chị. Vô chị. Ủa cao vậy? Mới mang giày đồ hả? Trời ơi. Độ một khúc luôn á. Rồi còn ai nữa không chị với chị? Xin chào quý khán giả trên đây Bánh Mì Ông Màu hả vậy hả? Xin chào quý khán giả Bánh Mì Ông Màu phần 1 và bây giờ sẽ Bánh Mì Ông Màu phần 2. Ủa anh Minh lên đây nè. Anh lên đây nè. Lên đây cái dàn bộ sợi lên đây nè. Ủa điện thoại em rồi đâu? Trời ơi, con vô đây. Anh lên đây đi anh Minh nè, bên đây nè. Đứng đây được nè. Anh Minh lên đây. Đứng đây được nè. Đúng rồi, đứng đây được. Thành vô luôn nha. Đợi Thành vô luôn. Anh Minh thiết nghĩ Ngô Phương Anh nên đứng phía dưới đúng không? Chứ còn cao quá. Đã vậy còn nữa nữa. Cái gì đồ? Đồn quá đồn. Chụp anh chút. Một con người. Bỏ bay, chụp. Máy nào đang quay nó kiếm vô rồi mình anh có quay rồi đó, về mình coi cái đoạn nào mình dễ thương thì mình chụp màn hình lại thôi. Ừ, mình nói đúng rồi đó. Rồi nói gì vậy? Chụp máy nào vô tay. Ai chụp vô tay? Máy nào chụp? Chụp máy nào vậy? Chụp máy nha. Rồi. Trời nó vừa quay về chụp sao được. Máy của Tuấn nè, máy của Tuấn chụp được nè. Máy của anh máy quay. 1 2 3. Hai chụp chưa? Rồi á. Chưa, để cho Minh nó chụp đó. Rồi Minh chụp đây lấy hình của Minh đi. Rồi vô luôn nhanh vô. Vô luôn. Áo kìa bên kia. Áo kìa. Nó trễ quá vậy con. Mình đây nè. Anh Thành qua đây nè. Vô đây con. Mà nó rìa quá. Anh Thành thay áo không nè. Chụp đó. Thay áo luôn. Bỏ nón ra Thành. Cuối cùng. Áo vàng kìa, nó đang. Sao hai cha con cứ trễ quá vậy? Đi. Sao hai cha con cứ trễ quá vậy? Ủa sao anh đang đứng mặt tiền Thanh nó kêu cái anh vô đường hẻm đứng đó vậy Ngô Phương Anh nó cấn lên đó. Đó vậy đi. Thành ngon lành quá vậy con. Con ngon lắm. Vô ăn nãy ngon rồi đó. Chồng vô. Hát được cục mưa là thấy con ngon rồi đó. Rồi. Chồng vô, cha chồng vô. Bận vô đi. Rồi, mấy bên nha. Mấy bên. 3, 2, 1. Yeah. Ok, cái nữa nha. Làm kiểu khác nha. Phần 2 vô đây rồi. Dạ rồi, giờ con em nữa. Chụp biển. Vô. Đủ chưa? Nam giọng em. Dám giọng em. Chụp em chưa? Chụp em với chị Mia. Lấy hình của mình. Vô con. Phần 2 nha, vô hai ngón tay nha. Vô hai ngón tay. 2 3. Ok. Rồi. Hơn quá kịp rồi con. Chúc mừng con. Rồi xong rồi quý bà con chú chị sáng là lại cũng máy xong rồi đó. Bây giờ mọi người sẽ ăn một miếng gì là ăn miếng xin miếng lọc ăn rồi xong cái bắt đầu mọi người chuẩn bị quay quý bà con chú chị. Dạ mai mốt thì Thương Dừa có mặt, ngày nào có mặt ở đoàn phim thì Thương Dừa sẽ cố gắng Thương Dừa quay hình ảnh hậu trường để giới thiệu tới quý bà con chú chị, giới thiệu các anh chị diễn viên nghệ sĩ cũng như là giới thiệu ekip làm việc như thế nào nha quý bà cô chú chị. Dạ rồi, hẹn gặp được quý bà cô chú chị trong một clip tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều và chào tạm biệt, hẹn lại. Dạ, yeah, dạ, yeah, XL.